Thời gian gần đây trên mạng làng hội rộ lên thông tin Cổ Thiên Lạc và Tuyên Nguyên đang chuẩn bị kết hôn. Trước những tin đồn này, phía đại diện của Cổ Thiên Lạc chính thức công bố và cho biết, không hề có chuyện kết hôn, nam diễn viên vẫn là người độc thân. Sau lời xác nhận phía Cổ Thiên Lạc, rất nhiều người bày tỏ sự nuối tiếc. Cổ Thiên Lạc và Tuyên Nguyên làm tình nhân bao năm trên màn ảnh nhưng lại chẳng có duyên yêu đương cuộc đời thật. Những fan ái mộ của cả hai chỉ biết nhìn lại những vai diễn của cả hai mà nuối tiếc. Mặc dù đập đôi đến như vậy nhưng nhân duyên là điều chẳng ai có thể cưỡng cầu. Hy vọng Tuyên Nguyên và Cổ Thiên Lạc đều sẽ tìm được một nửa của mình. Trước đó, trên mạng làng hội xôn xao thông tin Cổ Thiên Lạc sẽ kết hôn với một người đàn bà 49 tuổi, là người chơi diễn của anh. Ngay sau thông tin này, cái tên Tuyên Nguyên hối hả được nhắc đến, trước đó còn có tin cả hai đang hẹn hò. Nguồn Sina.